Nay mình bán có 1-2 lít thôi các bạn ơi. Ăn số cây với bán giống à. Mình gom lại hết một lô cây này mình bán luôn các bạn. Bán mấy cây còn số sót lại ở nhà hết. Mấy cây này nhỏ nha các bạn, cái ngón tay mình nè à. Cái này thì bự hơn ngón tay cái, bự hơn. Mấy cái này mình không có gửi chậu nha. Thôi, cái chậu là mắc hơn tiền cái cây á. Mình bán một lô này là một cây nè. Một cây nè, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Cái này dưới đều 5 cây. 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. 10 cây. 10 cây 350 ngàn bao ship mấy bạn. Đó, 10 cây nha. Mấy cái này là mình không có gửi chậu. Đó, nhỏ ra vậy là mình gửi cho mấy bạn chứ không gửi chậu. 10 cây nha bạn. 10 cây 350 ngàn bao ship. Trừ tiền chậu, tiền thùng xốp ra cây chắc còn 20 ngàn quá. Mấy ngàn à? 280 ngàn, 200 khoảng còn là 200 mấy. Cây khoảng 20 mấy ngàn các bạn ơi. Như cây này cũng bán có 20 mấy ngàn thôi. Cây này đẹp lắm nè, cây này người ta. Cây này mình cắt chứ hồi xưa mình cuốn cây rộng nè. Này không gửi chậu nha các bạn, cái chậu nó mắc hơn rồi. Chậu mắc hơn cây á. Chậu này chắc 30-40 ngàn cái, 40 ngàn cái quá. Mà cây mình bán có 20 mấy ngàn. 10 cây ha. 350 ngàn bao ship các bạn ơi. Cây này uống nhìn á, cây này thì thuộc dạng siêu mini, siêu mini. Nhỏ quá. Đăng cho có clip riết giờ hết cây rồi nè, cây nhà toàn cây bự rồi. Hết cây cây thành phẩm rồi riết bán cũng hết rồi. Mình chưa có đi mua cây lại nữa, thường là mình chỉ phái bán cây gò công. Đu gò công các bạn. Thường là mình bán cái chủng đó là nhiều nhất. Với linh sam. Với lại bán giống sam đao điểm với sam hương này là phổ biến nhất. Còn một số cây khác bông trang nào lâu lâu mình mới có bán nha. Thỉnh thoảng mình mới có bán thôi. Cây đồ này ra đường cũng chưa được nữa mấy bạn ơi. Nói chỉ thị chuyển qua chỉ thị 15, 16 gì 16 chuyển qua 15 gì vậy chứ chốt rồi còn rần à. Qua rồi nó hỏi bắt bớ rồi tùm lum hết. Đi ra đường mà làm như ăn trộm ăn cướp gì đâu. Làm như mình không sợ chết nha, nhiều khi đi. Có công chuyện, có công ăn chuyện làm rồi mình mới ra đường thôi chứ. Thấy dịch bệnh sợ chết thì chết. Chốt chặn rồi còn rất chốt chặn rồi đi không được ha. Như mình giờ mình đi ra khỏi huyện là mình đi không được á. Hoặc là mình đi vô huyện rồi mình đi không được, không có giấy, nếu không có giấy tờ hợp lệ là đi không được. Chích được 2 mũi mà lại đi có chích được mũi nào đâu mà đi vô được. Dân đây còn chưa chích đại trà đó mà, như Sài Gòn còn được chích mũi 2 mũi. Đây còn chưa chích đại trà, lấy cái đắp gì mà qua được chốt trạm. Giờ muốn đi đi cũng được các bạn ơi. Không có làm ăn gì được hết á. Nhốt này 4 tháng. Cái này còn hơn Mỹ. Dịch bệnh này còn hơn Mỹ mà cấm vận kinh tế Cuba này. Suy yếu luôn. Giờ đây tới Tết là còn suy yếu dài dài. Bởi dân ta đổ về quê đúng rồi các bạn ơi. Không thể nào chịu nổi. Nhiều khi mình nhà cửa dưới quê đây cũng không đến nổi đói kém mà nhiều khi mình chịu không nổi. Muốn chi những người ở trọ ở Bình Dương, Đồng Nai đâu, chị không nói nè. Hồi xưa mình cũng đi làm, mình cũng từng ở trọ mình biết, chị không nói đâu. Một phần biết sao ở trọ mấy bạn. Không phải mình chê bai gì ở trọ. Nếu mà giàu có là người ta mua nhà là ở rồi. Ở trọ là đa phần là những cái thành phần mà kinh tế nói chung là không được khá giả nè. Cái đó là sự thật, không phải mình chê bai nha. Hồi xưa mình cũng từng ở trọ. Nếu mà gia đình điều kiện là khá giả là người ta đã mua nhà, người ta ở rồi. Kinh tế rất khó khăn rồi, đi làm lương nó cũng đã đi mặn mướn mà lương sao cao được. Không phải làm giám đốc. Bởi vậy sống cuộc sống chật vật từng ngày.
nên dịch bệnh xảy ra là đói là cái chắc, không có tiền. Mà nhiều khi tới giai đoạn đó là sao mượn tiền nữa bạn, ai cũng như ai hết, sao mượn tiền như giai đoạn này, sao mượn tiền được, ai cũng như ai, bạn bè của họ cũng giống như họ thôi, sao mượn tiền được. Nhà nước thì hỗ trợ, trời ơi, hỗ trợ gì theo kiểu mình ở đây mình nói được hỗ trợ được cách nào đâu. Anh ta nói hỗ trợ lên tivi là anh đúng, chưa được một cách nữa. Nhưng mà chị mình ở Bình Dương thì được hỗ trợ nha, giàu nghèo gì cũng được, hộ được 1,5 triệu, có khi được hai người luôn, hai người ba người gì được 4,5 triệu luôn. Đúng là Bình Dương nó giàu, còn như Tiền Giang mình đây chưa được một cắc nữa. Bình Dương chị mình là ai thuộc ấy là nó sẽ hỗ trợ hết rồi, không phân biệt giàu nghèo gì hết, có chỉ tiêu là lãnh thôi. Cảm ơn nha bạn.